tôi là bên em đang sửa những nhánh bông hồng đây đã nghiêng rồi, cũng sửa ngay lại cho một hồi tàn nữa nè. Dùng mấy nhánh này nhẹ gì nè, dựng lại hết trước tầm 10 ngày trước thì em phun thuốc ra tược cho nó hết. Hầu như cây nào cũng ra tược, ra mầm hoa hết rồi. Thiết bị rất nhỏ cho đây nè. Sau bị bệnh thú dễ nha. Đây nè, thiết bị nè. Thiết bị lớn nè. Thiết bị nhỏ nè. Xử lý bị bông hồng bị uốn góc nha, giờ nó đã ra tược hết luôn rồi, ra tược cho bông hết luôn ha. Giờ dừng hồng rất tốt, trong vòng thời gian là từ nửa tháng đến 20 ngày chữa bệnh, hầu như là cây nào cũng đâm tược đó. Cầm cả 10 ngàn nữa là chỗ bông ra hết luôn, mình chống chọi là hết. Chút non rồi ra hết. Ai có cần nhu cầu chăm sóc sân vườn hồng hay cây cỏ thì liên hệ số điện thoại em 91718271 nha. Ra rất ngon lành. Đây là cao tầm 1 mét tới 1,5 mét nha.